Những phút cuối cùng của phần 1 chúng ta đã trò chuyện và xem giá hầu quan lớn đệ nhất thượng thiên. Trong các vấn hầu thì sau giá quan lớn đệ nhất thì vị thánh nào sẽ giáng đồng tiếp theo ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Thanh ạ. Đi liền sau ấy, mà quan sẽ ngự trầu, ngự hầu thêm nữa thì bao giờ cũng các đồng bao giờ cũng đón nhận cái về ngự hầu quan đệ nhị thượng ngàn, hay người dân còn gọi là quan đệ nhị giám sát. Giám sát quyền tài trên hạt, quan giám sát quyền tài thông chi thiên hiệu không có sai đàn thầm. Thank you.
tuân thủ theo bộ ôi hài thiên linh mang mã thăm mà kém xa lên trên đi của phạm thơ tôn quan linh dân nề sẵn sàng sáng anh linh giúp là bảo hộ dân tình sau xa tu dốc tạ tình bên này ra hoài trên thế biên thành thank you.
sát ra tiếp mình hầu lưu ly. Đây là một ông quan mà được Ngọc Hoàng cử xuống để cai quản cái vùng rừng núi. Nó như là mình hiện thân của cái mẫu Thượng Ngàn, tức là như một cái sự chấp pháp xuống quan đi theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Chính vì vậy mà người dân gọi cái giá hầu này là giá hầu của quan để nhị giám sát. Đây là một nhân vật luôn luôn là cũng hết lòng vì dân, cũng tham gia bảo quản cái vùng đất đai, rừng núi, tài nguyên của người dân, và đồng thời cũng trên cơ sở đấy thì cũng chế tác ra những loại cây cỏ để mà có thuốc chữa bệnh cho người dân. Thì chính vì thế mà quan Đệ Nhị Thượng Ngàn ấy cũng là một trong những cái chủ điện thờ được người dân tôn vinh và vô cùng kính trọng. Vâng thưa ông, quan Đệ Tam ngài thông minh chính trực, trong triều đình ngài nào có nhường ai, lược thao văn võ toàn tài, định thần tứ phủ nào ai sánh tài. Đó là một vài câu văn mà tôi còn nhớ trong những lần tham dự hầu tại đền phủ. Chắc rằng quan Đệ Tam có sự tích và những chiến công rất là hiển hách trong lịch sử, đúng không? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Thanh. Tôi nghĩ là trước khi ta trò chuyện về cái vị thánh quan này, có lẽ xin mời Hải Ninh và mọi người để chúng ta xem cái thanh đồng thực hành cái giá hầu quan Đệ Tam như thế nào. Lệnh nghề bông phương có phèn nền.
sông lập đầu.
văn đàn dẫn sở tích tích nghề a con lớn đệ tam hoàng thái tôn. Thơ tàn viên tam bảo truyền chữ quân ngự đạo.
thừa sắc chi thua ban số sinh số tử liệt hàng ngày trong phê. Lòng mơ
lớn thơ phục thành bản vẫn còn tình. Hoa tức thì xa lơ đại tiền cát, dân nước về thoại quốc một khi. Ngài truyền quân lấy ngọc lữ ly, đùng 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 dẫn nước phép thì không có ai đa. Vừa rồi chúng ta được xem một loạt những cái giá hầu ở cái hàng quan, thì tôi thấy là nhìn vào cái trang phục thôi thì chúng ta đã thấy là các cái bản thân các giá hầu của cái hàng quan đấy nó cũng đã thể hiện trời đất nước đủ bốn miền của cái cõi nhân gian này. Có vị quan mặc áo đỏ, có vị quan mặc áo trắng, có vị quan mặc áo xanh. Đấy. Thế thì và xem hầu ở các một loạt những cái giá hầu của hàng quan thì tôi thấy vô cùng là thích thú, bởi vì là chỉ cần điểm xuyến thôi, mấy ông quan ấy thôi thì nó sẽ ra, nó gần như là nó ra toàn bộ đời sống xã hội của chúng ta. Bởi vì là sẽ có ông quan phụ trách miền rừng, nó như một ông bộ trưởng ấy, phụ trách toàn bộ cái vùng nông nghiệp nông thôn của chúng ta ấy. Sau này có một ông phụ trách về miền nước ấy chẳng hạn, thì nó lại rồi lại một ông quan là đứng đầu tất cả các ông quan nữa, như quan đệ nhất thượng thiên ấy. Thế thì mỗi một vị quan như thế khi ra hầu như thế, nó sống dậy ở trong chúng ta những cái sự liên tưởng khác nhau về đời sống xã hội đương thời, và nó làm liên tưởng đến rất nhiều những lĩnh vực của đời sống mà chúng ta đã từng đã tham dự và bây giờ đã từng chứng kiến rất nhiều những động tác khác nhau để nó thể hiện các cái kiểu quan chức đặc thù khác nhau. Nó làm cho mình xem và mình thấy thú vị. Cộng với cái đó nữa thì là cái lời hát văn nó vào. Cái lời hát văn nó vào thì riêng ở cái hàng quan này tôi rất ấn tượng với cái lời hát văn ở hàng quan, là nó lúc thì nó rất là hùng hồn, hùng tráng, bởi vì đã là quan thì người ta thường lãnh đạo một ngành, hoặc là họ là những vị tướng xông pha ở ngoài biên ải, ngoài chiến trường. Cho nên cái lời văn nó rất là hùng hồn, nó rất là khích lệ tinh thần của người ta. Hoặc là lời văn thì lại rất đã có cái chút rất hàn lâm, bởi vì những vị quan này đều người ta đều ở cái vị trí lãnh đạo, nó có cái tính chất trị quốc an dân rồi, cho nên lời văn nó có cái tính chất hàn lâm, chứ nó không chỉ dân dã như ở một vài những cái hàng như vài những cái giá hầu khác ở phía sau. Thế thì lời văn cũng rất là thú vị và thay đổi liên tục, lúc thì hùng hồn dồn dập hoành tráng, lúc thì lại la đà rất là ngao du sơn thủy, và lúc thì lại rất là suy tư chìm đắm trong cái suy tư về vận nước. Thế thì tôi rất thích cái các cái giá hầu ở hàng quan này. Thế mà nhân đây ấy, thì tôi cũng rất muốn được hỏi ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Công Thanh là cái này tôi nhận thấy nhưng tôi không giải thích được là có những cái giá hầu cũng ở hàng quan này, có những giá hầu có những vị thánh thì đến và đi rất nhanh, tức là thăng và giáng rất nhanh, giáng và thăng rất nhanh. Thế nhưng có những vị thánh thì ở lại rất lâu,
cùng với lại thân xác của thanh đồng. Thế thì rất mong là phó giáo sư tiến sĩ giải thích tại sao lại có vị quan ở lại lâu và lại có vị quan lại đi nhanh. Như thế chỉ chứng tỏ một điều ấy là nhà văn Nguyễn Đình Tú ấy, tức là quan sát một cái vấn hầu ấy, quan sát rất kỹ, rất kỹ và rất là đam mê. Thì tôi nghĩ là trước hết chúng ta phải khẳng định nhau điều này này. Trong thâm thức dân gian ấy, tất cả các hàng quan ấy, đấy là đều có võ tướng. Vâng, đấy đều là các võ tướng. Chính vì thế mà các cái hành vi, cái động tác luôn luôn là múa kiếm, múa đao hay là múa cờ vân vân. Thế thì trong cái giá hầu mà cụ thể như chúng ta vừa xem ấy, là giá hầu về quan Đệ Tam, thì có những lần ấy, thì quan xuất hiện rất nhanh. Nhưng có khi là trong một vấn hầu ấy, thì quan lại ngự rất lâu. Thì cái này nó lại liên động đến cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh. Khi mà quan nhập vào thanh đồng, vào ông đồng, thì mà cảm thấy hợp với cái vấn hầu đấy, thì quan ngự lại rất lâu. Quan ngự lại rất lâu. Còn khi mà quan cảm thấy không hợp, có cái gì đấy, bức bối hay khó chịu hay như thế nào đấy, thì quan lại thăng rất sớm. Thế nhưng mà nó cũng là một thử thách cho cái đội cung văn. Như thế là đội cung văn anh cũng phải sẵn sàng các cái bài bản. Ví dụ mà quan thăng nhanh quá thì anh hát cũng phải rất nhanh, kết thúc rất nhanh. Thế còn nếu mà quan ngự lâu ấy, thì nhiều khi là không biết quan ngự là bao nhiêu thời gian nữa thì quan mới thăng. Vì vậy mà cái bài bản của cái đội hát văn ấy, cũng phải hết sức linh hoạt, sáng tạo để anh sẵn sàng anh ứng xử với cái thời gian lưu lại của vị quan đấy. Và vị quan đấy cho nó phù hợp. Và khi nào quan thăng ấy thì lúc ấy anh mới lại chơi những cái bài nhạc bài là xa giá hồi cung chẳng hạn. Thì lúc ấy đấy. Chính vì thế mà quan ngự lâu hay quan ngự chóng ấy, thì nó cũng chính là một cái thử thách đối với các cái nghệ nhân trong cái đội cung văn, cả về phần lời lẫn phần nhạc. Mà chính điều này nó góp phần nó tạo ra cái tính sinh động, tính không nhàm chán và tính hấp dẫn của cái diễn xướng dân gian này. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Thanh, tại sao trong giá quan lớn Đệ Tam thì quan Đệ Tam là múa kiếm, còn quan Đệ Ngũ thì lại là múa đao? Điều này có sự khác biệt về gì trong cái tích, thưa ông ạ? Nói như nhà văn Nguyễn Đình Tú và cũng như Hải Ninh vừa nói lúc trước ấy, tức là mỗi một nhân vật ấy, thì nó có những cái biểu hiện trong thân thế sự nghiệp nó khác nhau. Cho nên là những cái mà người ta diễn trình thông qua các cái biểu tượng nó khác nhau. Lâm đẹp tung hoành uy xa, và lớn tân lâm đẹp tung tung hoành nghề, chưa tà sát thủ, ta tật tranh nghề tướng tài. Ông trở ra
quân dân nước thì thề. Thank you.
chân tung hoành. Lâm liệt nghề ai hùng Ninh sang còn lưu để muôn đời kỳ.
dạng người mùi sông. Ngựa chiến sông pha tao thân nghiệt xa chân chân sinh tử vì đời ông giữ tròn ta ở cho xong.
trời. Xây hoàng kết lại thành đôi ấm, bạch xa. Khắp bốn phương xa gần vạn đại quan đông tộc ngày đã xây thành cảnh ngàn thanh nhiều nơi linh sử vô đặc.